các anh các chị các điểm cầu. Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi telehealth của ngày thứ năm hàng tuần và bắt đầu buổi hôm nay với báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Lê Hoàn, phó trưởng khoa nội tiết hô hấp của Bệnh viện Đại học Hà Nội về tầm quan trọng của corticoid đường toàn thân trong đợt cấp của COPD. Xin mời tiến sĩ Hoàn. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa quý thầy cô và xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình telehealth của Bệnh viện Đại học Hà Nội. Hôm nay thì cũng là một cái buổi hết sức đặc biệt, một cái buổi telehealth cuối cùng của năm 2021 và tôi thì cũng rất là vinh dự được ngồi đây để chia sẻ cùng với tất cả quý đồng nghiệp một cái chủ đề mà cũng rất là thường gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay, đấy là điều trị được các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cụ thể thì cái chủ đề mà hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đấy là về vai trò của corticosteroid toàn thân trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái phần trình bày của tôi thì xin phép có hai cái nội dung chính. Thứ nhất là về sinh bệnh học của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và thứ hai là vai trò của corticosteroid toàn thân trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đấy là sinh bệnh học của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như chúng ta cũng biết thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái bệnh lý đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng với cái biểu hiện tắc nghẽn đường thở tiến triển nặng dần và nguyên nhân là do các cái viêm mãn tính của đường thở. Và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta định nghĩa là một cái tình trạng thay đổi cấp tính, các cái biểu hiện lâm sàng như khó thở tăng, ho tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. Và những cái biến đổi này thì đòi hỏi phải có những cái thay đổi trong điều trị. Và các cái định nghĩa của các cái hội chuyên ngành của Anh, của Mỹ hay là của châu Âu thì người ta cũng có những cái định nghĩa tương tự. Và cái tiến triển của cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì xen kẽ giữa các cái giai đoạn bệnh ổn định, đó là các cái đợt cấp, nó làm cho các cái chức năng phổi ngày một xấu đi, rồi các cái biến chứng của phổi dần dần xuất hiện và kết cục cuối cùng là tử vong. Và chúng ta cùng tìm hiểu về cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì những cái hình ảnh ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì? Dưới ảnh hưởng của các cái yếu tố nguy cơ và đặc biệt là khói thuốc, nó sẽ tác động lên các cái tế bào biểu mô của đường thở và các cái đại thực bào phế nang và nó gây ra các cái phản ứng viêm tại phổi đáp ứng thông qua các tế bào lympho T và đặc biệt là vai trò của bạch cầu đa nhân trung tính và các cái bạch cầu đơn nhân gây ra các cái tăng tiết đờm rồi phá hủy cấu trúc của các phế nang và sơ hóa đường thở, đặc biệt là các đường thở nhỏ gây ra các triệu chứng của bệnh. Và trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với giai đoạn ổn định thì các cái thuốc corticoid thì nó cũng không có nhiều vai trò trong cái sinh lý bệnh, điều trị bệnh đợt cấp, điều trị cái bệnh phổi mãn tính ở giai đoạn ổn định. Tuy nhiên thì trong cái đợt cấp của bệnh ấy, thì dưới ảnh hưởng của các cái yếu tố khởi phát như là các cái vi khuẩn, như là các cái virus hay là các cái ô nhiễm môi trường thì nó làm gia tăng các cái phản ứng đáp ứng viêm tại phổi, đồng thời thì nó cũng làm gia tăng các cái phản ứng đáp ứng viêm hệ thống và từ đó gây ra các cái triệu chứng tăng lên của bệnh. Và chúng ta có thể thấy ở đây là có rất nhiều các cái yếu tố viêm hệ thống được tăng lên trong cái đợt cấp của bệnh như là CRP, như là fibrogen hay là interleukin 6. Và đây chính là cái cơ sở khoa học để mà chúng ta sử dụng các cái thuốc corticosteroid trong điều trị cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta sẽ sang cái nội dung thứ hai là vai trò của corticosteroid toàn thân trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta quay trở lại cái hướng dẫn của GOLD, tức là tổ chức sáng kiến toàn cầu về quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái mục tiêu điều trị mà GOLD đưa ra đấy là có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là cải thiện triệu chứng, giảm thiểu các cái tác động tiêu cực của đợt cấp, và mục tiêu thứ hai là ngăn ngừa các cái đợt cấp tái phát. Và GOLD cũng đưa ra các cái hướng dẫn hết sức cụ thể các cái điểm chính trong điều trị đợt cấp, bao gồm tối ưu hóa các cái thuốc giãn phế quản và ngay sau đó là nói đến về các cái vai trò của corticosteroid toàn thân. Nó sẽ giúp làm cải thiện chức năng phổi, cải thiện tình trạng oxy hóa máu, rút ngắn thời gian điều trị cũng như là thời gian nằm viện của bệnh nhân. Và hiện nay thì các cái khuyến cáo của GOLD hướng dẫn chúng ta điều trị corticosteroid toàn thân trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày với cái mức độ bằng chứng A. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể tại sao mà GOLD lại đưa ra cho chúng ta các cái khuyến cáo như vậy. Đầu tiên là một cái nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Lancet năm 1999 về vai trò của corticoid đường uống ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà cần phải nhập viện. Đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng, và trong cái nghiên cứu này thì người ta chia
nhóm nghiên cứu thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì được sử dụng corticoid đường uống và nhóm thứ hai thì sử dụng giả dược, và người ta đánh giá cái chức năng phổi, sự khác biệt cải thiện chức năng phổi giữa hai nhóm. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây với cái nhóm mà điều trị corticoid đường toàn thân, tức là đường uống đấy, thì nó có cải thiện chức năng phổi một cách rõ rệt so với nhóm dùng giả dược. Và từ đó thì người ta kết luận rằng là corticoid đường uống thì có cái vai trò cải thiện các cái chức năng phổi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một cái nghiên cứu tiếp theo đấy là một cái phân tích cộng gộp tổng quan hệ thống được đăng tải trên tạp chí Chest Journal Medicine năm 2010-2008. Thì cái phân tích cộng gộp từ 6 cái nghiên cứu trước đó về cái hiệu quả của corticoid toàn thân so với giả dược thì rõ ràng chúng ta có thể thấy ở đây là cái sự khác biệt rõ rệt ở nhóm dùng corticoid toàn thân với nhóm sử dụng giả dược. Và người ta kết luận rằng là điều trị corticoid toàn thân thì nó làm giảm cái tỷ lệ thất bại điều trị trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và một cái phân tích cộng gộp rất lớn trên cái database của Cochrane từ 16 các nghiên cứu thực hiện trước đó thì người ta cũng đi đến một cái kết luận rằng là corticoid toàn thân thì giúp làm giảm các cái thất bại điều trị. Một cái câu hỏi tiếp theo mà chúng ta rất là quan tâm trong thực hành lâm sàng, chúng ta biết là corticoid toàn thân thì quan trọng như vậy, nhưng cái thời gian dùng thì sẽ là bao lâu? Thì một cái nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 1999 thì người ta so sánh ba cái nhóm, một nhóm được điều trị corticoid toàn thân trong vòng 8 tuần, nhóm thứ hai điều trị trong vòng 2 tuần và nhóm thứ ba là sử dụng giả dược. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy ở đây thì đối với cái nhóm mà dùng corticoid đường toàn thân thì cái tỷ lệ thất bại điều trị là thấp hơn rất nhiều so với nhóm giả dược. Tuy nhiên thì ở cái nhóm dùng corticoid toàn thân 8 tuần và nhóm dùng 2 tuần thì chúng ta không thấy những cái khác biệt mà có ý nghĩa, và từ đó thì người ta khuyến cáo chúng ta rằng là corticoid toàn thân trong đợt cấp thì cũng chúng ta cũng chỉ định dùng tối đa trong vòng 2 tuần thôi. Và một cái phân tích cộng gộp từ các cái database của Cochrane thì người ta cũng chia các cái điều trị corticoid toàn thân thành hai nhóm, một nhóm điều trị trong vòng từ 7 ngày trở lại và một nhóm thì điều trị trên 7 ngày, và đánh giá các cái kết cục điều trị thì trong cái kết quả của phân tích này thì người ta cũng thấy rằng là cái xu hướng sẽ là điều trị dưới 7 ngày, và từ đó thì đây chính là cái cơ sở mà các cái khuyến cáo của Gold hay của Knight hay của ATS hay EIS hiện nay đều khuyến cáo chúng ta là điều trị corticoid toàn thân trong đợt cấp thì chúng ta chỉ nên điều trị trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Một câu hỏi mà có lẽ là cũng rất nhiều người đặt ra, vậy thì chúng ta dùng corticoid toàn thân nhưng sẽ là dùng đường uống hay là đường tiêm? Thì một cái nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Chest Journal Medicine năm 2007, người ta so sánh việc dùng prednisolone đường uống và đường tiêm trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, một cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng mù đôi. Thì kết quả chúng ta cũng thấy ở cái hình ảnh so sánh giữa hai nhóm dùng prednisolone đường tĩnh mạch và đường uống thì không có sự khác biệt về cái kết cục điều trị, và từ đó thì người ta khuyến cáo chúng ta rằng là đối với những bệnh nhân mà đợt cấp cần nhập viện mà không phải thở máy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng corticoid toàn thân nhưng mà đường uống. Ở một cái nghiên cứu khác thì người ta cũng so sánh các cái hiệu quả bằng các cái đường dùng khác nhau ở hai nhóm, một nhóm dùng đường uống và một nhóm dùng đường tĩnh mạch, thì chúng ta cũng thấy là không có cái sự khác biệt giữa các cái kết cục lâm sàng, cải thiện triệu chứng cũng như là oxy hóa máu, chức năng phổi giữa hai nhóm dùng đường uống và đường toàn thân và đường tiêm tĩnh mạch. Và gần đây thì có một cái nghiên cứu cohort study rất là lớn thực hiện tại Hoa Kỳ với gần 80.000 bệnh nhân ở hơn 400 bệnh viện khác nhau, thì người ta cũng so sánh cái việc mà sử dụng corticoid đường uống và đường tiêm tĩnh mạch, thì kết quả của nghiên cứu này so sánh cái tỷ lệ thất bại điều trị cũng như là thời gian nằm viện cũng như là các cái chi phí điều trị thì nó cũng không có sự khác biệt giữa nhóm đường uống và dùng đường tiêm. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng đường uống cho các bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà không phải hỗ trợ thông khí nhân tạo. Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, vậy thì cái liều dùng corticoid toàn thân
là như thế nào. Thì một cái nghiên cứu đưa ra một cái câu hỏi là liệu dùng corticoid liều cao thì có thực sự tốt hơn. Đây là một cái phân tích cộng gộp từ rất nhiều những cái thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, và người ta chia thành hai cái nhóm. Một cái nhóm sử dụng corticoid liều cao, tức là từ 80 mg prednisolone trở lên, và một cái nhóm thì sử dụng cái liều thấp là từ 30 cho tới 80 mg một ngày, và người ta so sánh với giả dược. Thì kết quả của cái phân tích cộng gộp này thì chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng việc sử dụng corticoid toàn thân thì các cái kết cục điều trị nó tốt hơn hẳn so với nhóm sử dụng giả dược. Tuy nhiên thì ở cái nhóm mà sử dụng liều thấp và cái nhóm sử dụng liều cao thì thực sự nó cũng không có những cái sự khác biệt đáng kể. Và người ta đưa ra một cái khuyến cáo với chúng ta rằng là gì? Đối với những bệnh nhân được các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu với cái liều corticoid toàn thân là từ 30 cho đến 80 mg prednisolone mỗi ngày. Một cái câu hỏi nữa, vậy thì đối với những cái bệnh nhân mà cần phải hỗ trợ thông khí thì sao? Đương nhiên thì những bệnh nhân mà cần phải thông khí nhân tạo thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng corticoid đường tĩnh mạch rồi. Nhưng cái liều corticoid là như thế nào thì là phù hợp? Thì cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có những cái nghiên cứu đủ lớn để đưa ra một cái khuyến cáo liều corticoid tối ưu trong những trường hợp này. Và một cái nghiên cứu phỏng vấn 39 chuyên gia hàng đầu về hô hấp và hồi sức ở Hoa Kỳ thì người ta cũng thấy rằng là gì, rất cần phải có một cái nghiên cứu với cỡ mẫu lớn, các cái thử nghiệm có đối chứng để làm sao để chúng ta đưa ra một cái liều tối ưu trong những trường hợp này. Vì có rất nhiều các cái chuyên gia thì có thể đưa ra một cái liều rất là thấp như là 40 mg một ngày, nhưng có những chuyên gia thì với liều cao hơn 120 mg, 240 mg và thậm chí là 500 mg mỗi ngày. Và cuối cùng, một cái nghiên cứu vừa mới đăng tải trên Jet Journal Medicine tháng 11 năm 2021, rất là gần đây, mới được hơn một tháng, thì người ta cũng thấy rằng trong cái việc sử dụng corticoid toàn thân hiện nay, chúng ta cũng cần phải cá thể hóa. Tức là gì? Trước đây thì người ta khuyến cáo chúng ta sử dụng cái liều cố định, nhưng người ta thấy rằng việc mình điều chỉnh cái liều corticoid với từng bệnh nhân cụ thể, trong từng tình huống lâm sàng cụ thể, thì nó có phát huy hiệu quả hay không. Thì nghiên cứu này người ta so sánh hai cái nhóm như vậy, và kết cục thì cho thấy rằng là đối với nhóm mà sử dụng linh hoạt cái liều corticoid tùy từng tình trạng của bệnh nhân cụ thể thì nó cũng làm giúp giảm cái tỷ lệ thất bại điều trị và giảm cái thời gian điều trị một cách khác biệt có ý nghĩa. Và đây có lẽ là những cái tiền đề để cho chúng ta có những cái hướng dẫn cụ thể trong tương lai về cái việc cá thể hóa điều trị corticoid toàn thân trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như vậy thì qua cái phần trình bày của tôi thì xin đưa ra một số những điểm kết luận sau đây. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ảnh hưởng nghiêm trọng đến diễn tiến của bệnh và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Corticoid toàn thân thì nó rất quan trọng trong điều trị đợt cấp, giúp làm giảm cái tỷ lệ thất bại điều trị. Và cái thời gian sử dụng corticoid toàn thân thông thường ấy là từ 5 đến 7 ngày và không quá 14 ngày. Corticoid đường uống thì không ít hiệu quả hơn so với đường tĩnh mạch. Và đường tĩnh mạch thì chúng ta ưu tiên cho những cái bệnh nhân mà cần hỗ trợ thông khí nhân tạo. Và cái vấn đề cá thể hóa liều và cá thể hóa đường dùng corticoid toàn thân thì nó cũng sẽ giúp mang lại cái hiệu quả hơn là một cái công thức cố định. Cái phần trình bày của tôi thì xin phép được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàng. Xin mời các quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các điểm cầu có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Hoàn. Vâng, tôi có một câu hỏi cho thầy Hoàn là như này. Là cái đường toàn thân thì chúng ta có thể dùng là đường uống, đường tĩnh mạch đúng không ạ? Thế thì tuy nhiên nếu là phối hợp với đường tại chỗ thì như nào? Đấy, chúng ta có phối hợp với đường tại chỗ không? Ví dụ qua đường hít khí dung chẳng hạn, hoặc xịt. Và nó có ảnh hưởng gì đến cái liều toàn thân hay không? Báo cáo thầy thì hôm nay cái chủ đề mà em trình bày là nói về vai trò của corticoid toàn thân trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì mình cũng phải hiểu rõ là trong cái đợt cấp của bệnh ấy, thì ngoài cái việc gia tăng các cái phản ứng viêm hệ thống thì nó còn gia tăng phản ứng viêm tại chỗ.
Chính vì thế thì các cái corticoid tại chỗ nó vô cùng quan trọng trong đợt cấp. Bên cạnh việc sử dụng corticoid đường toàn thân thì chúng ta cũng phải tối ưu hóa sử dụng corticoid đường tại chỗ, và trong các cái khuyến cáo của GOL hay của NAI hay của ATS hay IAS hiện nay thì người ta cũng cần phải tối ưu hóa cái việc sử dụng corticoid tại chỗ. Chúng ta có thể sử dụng các cái Pulmicort để khí dung. Thông thường thì mình sẽ dùng cái liều khoảng 0,5 mg, có thể dùng 3 đến 4 lần mỗi ngày. Đấy. Thế và mình kết hợp với việc sử dụng corticoid toàn thân, và đặc biệt trong cái hướng dẫn của GOL ấy, lúc LVM có chiếu ấy, thì cái việc quan trọng hơn nữa đấy là phải tối ưu hóa các cái thuốc giãn phế quản, bao gồm cả các thuốc kích thích beta 2 giao cảm, các thuốc kháng cholinergic và một số những cái nhóm thuốc mới mình phối hợp với nhau. Nhưng đấy là tối ưu hóa giữa liều tại chỗ và liều toàn thân đúng không? Vâng ạ. Vậy thì tối ưu hóa của cả hai cái liều đấy thì như nào? Tối ưu hóa của cả cái tại chỗ và toàn thân thì có... Bình thường thì ngoài đợt cấp ấy, thì người ta sẽ không dùng corticoid đường tại chỗ, và chỉ một số những cái trường hợp đặc biệt đối với những cái gọi là kiểu hình mà tăng bạch cầu bé toan thì người ta sẽ dùng corticoid đường phun hít. Thế còn trong đợt cấp thì bắt buộc chúng ta phải dùng cả hai, cả corticoid toàn thân và corticoid đường tại chỗ. Và cái sự phối hợp đấy nó sẽ mang lại cái hiệu quả tối ưu ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàn.